Halley vốn là một phi công xuất sắc trong quân đội hải quân Hoa Kỳ, nhưng do bất tuân mệnh lệnh của cấp trên nên đã bị trục xuất khỏi ngành. Kể từ đó, anh chàng phi công quyết định trở thành một người nông dân sống một cuộc sống bình yên với người dân Mỹ bản địa. Cho đến một ngày, Trung úy James bất ngờ xuất hiện mời Halley quay về trụ sở để đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi xin ý kiến từ gia làng thì Halley cuối cùng cũng đồng ý cưỡi chiếc xế cưng của mình đến căn cứ hải quân. Trên đường đi, nam chính bị một thiên thần cưỡi ngựa xinh đẹp hấp hồn, chẳng mấy khi gặp được nữ nhân nên ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô cứ thế đứng trên yên xe biểu diễn skill các kiểu nhằm thu hút sự chú ý của đối phương. Có điều trong mắt của cô nàng thì Halley chỉ là một thanh niên ngáo đá thích thể hiện. Để gian mặt anh, cô gái đã trực tiếp nhảy vọt lên một cành cây nhào lộn vài chục vòng, sau đó tung người xoay như trong chóng đáp xuống trên lưng ngựa rồi lạnh lùng bỏ đi. Halley bên này chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, lấy lẽ thất bại nên anh chàng chỉ đành phi xe tới căn cứ hải quân. Cùng lúc này, đô đốc cũng vừa đáp chuyến bay xuống đây để kiểm tra tình hình quân ngũ. Trở lại nơi quen thuộc, Halley niềm nở chào hỏi những đồng đội cũ và cộng sự mới của nam chính là anh chàng mắt lác tên Jimmy, tuy có vấn đề về thị lực nhưng lại cực kỳ đam mê làm phi công. Trong khi ai nấy đều chào mừng sự trở lại của Halley thì chỉ có duy nhất một người không hài lòng về điều đó. Đối diện với nam chính bằng ánh mắt căm ghét, Ken tiết lộ bố của anh chính là người đã cướp đi thứ quý giá nhất của mình. Nam chính nghe xong điều này có đôi chút khó hiểu nên cặng hỏi nguyên do. Thì ra cách đây 20 năm tại căn cứ không quân Lemme và bố của Halley là một phi công ngầu lòi. Trong lúc làm nhiệm vụ với bố Ken thì họ đã không may gặp trục trặc. Chiếc máy bay cứ thế mất kiểm soát và bố Halley may mắn lao ra ngoài bung dù thành công, nhưng bố của Ken thì vẫn mắc kẹt trong khoang lái. Sau đó máy bay lao thẳng xuống một khu rừng với tốc độ rất nhanh. May thay nó vẫn tiếp đất thành công mà không hề bị nổ. Lúc bố Ken vừa mới chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, yên bị bắn ra khỏi ghế. Khi ông tỉnh lại thì phát hiện trên đầu đã mọc thêm một cặp sừng hươu. Trùng hợp thay thời điểm này trong rừng lại là mùa săn bắn hợp pháp nên bố của Ken đã bị thợ săn tặng cho viên đạn vào đầu. Mà người thợ săn đã làm điều đó lại chính là bố của anh chàng mắt lác. Tuy nhiên Ken không hề trách Jimmy mà chỉ chăm chăm đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nam chính. Có điều gã không hề hay biết bố của Halley tuy đã thả dù thành công nhưng cũng xui xẻo mất mạng ngay sau đó. Sự cố lần đó vô tình biến cả hai thành những đứa trẻ mồ côi luôn luôn ám ảnh về cái chết của cha mình. Ken bên này thì vẫn không ngừng chỉ trích Halley là cha nào con nấy chẳng được tích sự gì. Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng, tưởng chừng sắp có khám răng hàm mặt tới nơi thì đồng đội lao ra ngăn cản. Để hòa giải hiềm khích nên Pete đề nghị hai người bắt tay giảng hòa vì gà cùng một mẹ chớ hỏi đá nhau. Ai ngờ hai thanh niên lại nhân cơ hội này mà thị uy sức mạnh cho đối phương thấy. Sau đó nam chính tới phòng trị liệu gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra sức khỏe. Không ngờ chuyên gia trị liệu lại là nữ thần cầm cương cưỡi ngựa mà Halley đã gặp cách đây không lâu. Trước mặt Amanda, Halley lập tức bộc lộ cảm xúc nói rằng chưa bao giờ mình muốn được hóa thân thành một con ngựa đến thế. Không biết lát nữa xong việc thì chúng ta có thể đến một nơi nào đó để cưỡi nhau, à nhầm cưỡi ngựa được không nhỉ? Sau đó Amanda nêu ra lý do khiến cho Halley bị buộc giải ngũ. Nào là không tuân lệnh thượng cấp rồi còn làm thiệt hại một máy bay trị giá 13 triệu đô la. Nam chính nghe xong thì vẫn rất bình thản cho rằng mình vẫn đang cố gắng trả góp 10 đô mỗi ngày, nhưng ngay khi Amanda nhắc đến tên của người bố đã khuất thì Halley bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Tim đập chân run không thể khống chế được bản thân và rõ ràng anh chàng phi công này đang bị mắc chứng rối loạn tâm lý khá nặng. Dù cho Amanda đã khuyên bảo hết lời nhưng Halley vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đã bám lấy tâm trí mình suốt bao nhiêu lâu nay. Thế là buổi trị liệu kết thúc mà chẳng thu được kết quả gì. Không những vậy, lúc rời đi nam chính còn phớt lờ cảnh báo của nữ bác sĩ và kết cục tự biến mình thành Albert Einstein. Ngay sau đó đô đốc tiến hành chỉ thị toàn đội thực hiện một cuộc diễn tập. Ban đầu Halley tỏ ra rất tự tin phô diễn kỹ năng lái máy bay siêu hạng của mình, nhưng đúng lúc này Kent lại xuất hiện gợi nhắc về bố khiến anh lập tức bị kích động. Máy bay của Halley cứ thế rời khỏi quỹ đạo cho phép mà lao xuống dưới. May mà Jimmy mắt lác đã phát hiện hỗ trợ kịp thời giúp cộng sự giữ được một mạng. Gặp lại trung úy ở thang máy, Amanda khuyên Halley nên ở lại mặt đất vì tinh thần bất ổn có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân anh và cả chiến dịch. Dù vậy anh ấy vẫn cương quyết từ chối, cho rằng mình là một phi công và không ai có thể quyết định cuộc đời thay mình hay tách anh khỏi bầu trời. Tối đó, Halley cùng Kent lại vô tình đụng độ ở một quán bar. Cặp kẻ thù không đội trời chung khiến Kent trực tiếp tiến tới khiêu khích đối phương làm cho Halley sôi máu. May mà Amanda có mặt kịp thời can ngăn, không thì đã có người rứt đầu mẻ chán rồi. Kent với Amanda vốn là một cặp nhưng dạo này tình cảm có đôi chút rất mẻ. Đã thấy nữ bác sĩ còn hết lần này đến lần khác lên tiếng từ chối về chuyện căn nhà và những đứa trẻ với Kent. Nhân cơ hội đó, Halley chủ động tiến tới thành công chiếm được trái tim của nàng. Đúng là thanh niên cơ hội. Sáng hôm sau, cả đội tiếp tục có một buổi đánh trận giả. Nếu ai có được thành tích cao thì sẽ được tuyển chọn để thành lập một đơn vị chiến đấu lớn nhất chưa từng có. Pete được bạn gái hộ tống đến tận phi trường để chuẩn bị cho buổi diễn tập. Cô ta cũng không quên cầm theo bản hợp đồng bảo hiểm để chồng mình ký vào đó. Cùng lúc đó, Halley sau một đêm đánh trận miệt mài nên đã ngủ quên và trễ giờ bay. Thế là vị trí của anh được Jimmy lén lút thay thế. Ban đầu buổi tập trận diễn ra rất suôn sẻ, nhưng không may mắt của Jimmy lại giở chứng nhìn máy bay của Pete thành con chim nhạn.
Cứ thế Jimmy tăng tốc lao thẳng về trước đâm vào máy bay của Pete. May mà Matt lắc nhanh tay kích hoạt chế độ thoát hiểm nhưng lại lỡ ngớ mắc kẹt vào thân của Pete. Hết cách, anh liền đạp đồng đội của mình xuống cơ mà đồng thời cũng không đủ thời gian để hạ cánh nữa. Cứ thế chiếc máy bay của Pete đâm sầm xuống mặt đất trước sự chứng kiến của cô bạn gái. Ngay lập tức xe cứu thương và Harley vội vàng chạy đến hiện trường, nhưng thần kỳ là anh ta vẫn sống sót qua đại nạn mà không hề sứt mẻ một tí nào. Anh trèo qua khỏi hố sâu nhưng chưa kịp vui mừng gì thì đã bị xe cứu thương tông ngược trở lại, đúng là cái số phải nhập viện. Harley nhanh nhẹn đưa cộng sự đang bị thương lên xe để mau chóng đến bệnh viện, nhưng hết lần này đến lần khác làm anh bạn va đập cực mạnh. Còn xe cứu thương thì thật kinh hoàng khi chạy qua cánh đồng cỏ mà cứ như trèo đèo vượt suối làm cho Pete ở bên trong hứng chịu cực hình. Lúc này Jimmy cũng vừa hạ cánh an toàn đang định thu dù lại thì vô tình bị một cơn gió kéo đến mắc vào xe cứu thương rồi lôi đến bệnh viện cùng Pete. Vừa tới nơi, nhân viên y tế khẩn trương đưa nạn nhân vào bệnh viện để cấp cứu nhưng cũng không quên làm khổ anh thêm một chút nữa. Các bác sĩ thấy tình trạng của Pete liền tỏ ra rất gấp rút. Harley lo lắng cho bạn thì được bác sĩ trấn an và có vẻ như ông ấy vô cùng tự tin vào tay nghề của mình. Kết quả hôm sau cả phi đội đã đến nghĩa trang để đưa tiễn Pete. Đúng là nhiệt tình cậu ngu dốt thành ra phá hoại mà. Nam chính đau lòng đầy đồng cảm trước sự hy sinh trong thời bình của cậu bạn mà cùng viếng tận 2.500 đô tích góp suốt 10 năm của mình cho vợ Pete. Cô vợ rất cảm kích trước tấm lòng của Harley nhưng bản thân cũng vừa mới trúng số độc đắc 3 triệu đô nên thật sự số tiền này chẳng thấm vào đâu cả. Sau bài phát biểu cảm lạnh của chỉ huy, đội danh dự đồng loạt nổ một tràng súng tiễn biệt và ai ngờ nó lại làm cho đô đốc giật mình khiến ký ức chiến tranh cứ thế ùa về. Tưởng địch đang tấn công nên ông lập tức rút súng đáp trả. Hết ném bom xong, đô đốc còn nhấc cả nắp quan tài của Pete lên để che chắn. Sau cái chết của cộng sự làm Harley tỏ ra rất thất vọng về bản thân vì luôn làm liên lụy tới người khác nên đã có ý định nộp đơn xin rút khỏi đội. Biết được điều này, Amanda đã trực tiếp khuyên nhủ bạn trai không nên tự trách mình mà hãy quay lại bầu trời để chứng tỏ năng lực của bản thân. Hơn nữa, cô cũng sớm nhận ra có kẻ nào đó đang muốn chiến dịch của đội thất bại nên lúc này rất cần đến tài năng bay lượn của anh. Vừa hay cảnh tượng hai người họ đang tay trong tay đã bị Ken quan sát thấy. Quá thất vọng, anh ta lập tức từ biệt Amanda mà rời đi, còn cô nàng thì cũng cảm thấy bối rối vì đã làm tổn thương Ken nên cũng muốn tạm thời dừng mối quan hệ với Harley tại đây. Hôm sau, phi đội bay nhận được một nhiệm vụ tối quan trọng từ đô đốc. Lần này Harley và đồng đội phải phá hủy một nhà máy hạt nhân của kẻ thù ở một nơi được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Theo lệnh của trung tá, Harley sẽ chỉ huy dẫn đầu đoàn bay, tuy nhiên Ken lại tỏ ra bất đồng với sự sắp đặt này, nhưng mệnh lệnh đã được ban hành nên anh ta cũng không còn cách nào khác mà đành phải tuân theo. Được cảnh báo từ trước khiến Harley cũng có chút nghi ngờ với trung tá cơ mà không hề hay biết ông ta đã thông đồng với một gã là chủ tịch của hãng bay Rockman. Âm mưu của họ chính là cố tình lợi dụng Harley đang trong trạng thái tâm lý bất ổn và cắt đứt hệ thống bắn của Hải quân Mỹ làm họ thất bại trong chiến dịch lần này. Từ đó Tổng thống sẽ cần đến chiến đấu cơ của lão chủ tịch hãng bay Rockman, còn trung tá James sẽ có được một khoản hoa hồng béo bở từ phi vụ làm ăn này. Đúng như kế hoạch, ngày hôm sau cả phi đội đồng loạt ra trận. Máy bay chiến đấu tập hợp ở tàu sân bay theo sự chỉ đạo của các nhân viên mặt đất rồi lập tức cất cánh. Ở phòng điều khiển, Jimmy Matlack được bổ nhiệm quan sát radar để điều hướng các phi cơ. Chỉ sau một lúc là toàn đội đã tiến vào không phận của địch. Ngay lập tức chúng đã đưa 6 chiếc máy bay ra tiếp đón đội Harley. Theo lệnh của chỉ huy Block và cả đội lập tức dàn hàng ngang lập đội hình tấn công để nam chính làm phi công tiên phong như bố anh. Nghe thấy người khác nhắc đến tên bố mình khiến nam chính bắt đầu bị kích động, tim đập thình thịch, tay chân bủn rủn, mất dần kiểm soát. Cứ thế cả đội hình cũng lần lượt tan rã. Đang lúc định hủy bỏ nhiệm vụ thì máy bay địch bất ngờ lao ra bao vây lấy họ. Đến nước này thì chỉ còn cách quyết chiến mà thôi. Tuy nhiên cần gạt hệ thống lại không thể hoạt động, làm ai nấy cũng tỏ ra rất hoảng loạn. Ở phòng điều khiển, khiến tay chủ tịch và trung tá rất đắc ý vì kế hoạch của chúng đã bước đầu chót lọt. Trong tình thế đang bị kẻ địch truy đuổi mà không thể bắn trả thì chỉ huy Block đã tiết lộ toàn bộ vụ việc về vụ tai nạn năm xưa. Hóa ra bố của Harley đã bị nghi oan bởi vì chính Block là người đã cùng hai người họ chiến đấu và có mặt ở hiện trường. Theo lời kể của chỉ huy, khi ấy máy bay quả thực đã gặp sự cố và bố của Ken đã bị mắc kẹt ở ghế sau. Thay vì hèn nhát bỏ chạy trước thì bố của Harley đã ở lại để cứu cộng sự và đồng thời sửa lại chiếc máy bay cho đến khi không thể tiếp tục hơn được nữa. Nhờ thế bố của Ken mới có thể đáp xuống đất một cách an toàn. Tuy kết cục không mấy tốt đẹp khi cả hai đã đồng loạt hy sinh nhưng có một điều không thể chối cãi là bố của Harley thực sự là một người hùng. Cuối cùng thì những lời đàm tiếu về người bố hèn nhát cũng được sáng tỏ. Harley như chút được tảng đá đè nặng trong lòng suốt nhiều năm nay và lập tức điều chỉnh trạng thái, tự sốc lại tinh thần. Mặc cho hệ thống bắn đã bị hỏng vì kẻ thù chơi xấu, Harley vẫn tự tin lái phi cơ lao về phía trước khiêu khích hai chiếc máy bay của địch. Sau đó, anh tăng tốc phóng thẳng lên bầu trời rồi vòng ra sau trực tiếp đâm vào chúng làm chiến cơ nổ tung thành đống sắt vụn. Nóng mặt, ba chiếc máy bay khác quay đầu tấn công Harley để trả thù cho đồng bọn. Chỉ chờ có thế, Harley lập tức sử dụng tuyệt chiêu của bố mình khi cho máy bay nấp vào một thùng lũng. Anh lừa cho địch bay qua khỏi một đoạn rồi lặng lẽ bám theo phía sau để úp sọt, nhưng ai ngờ bọn chúng lại kéo đến đông hơn. Trước số lượng áp đảo như thế, nam chính chỉ còn cách chuồn là thượng sách.
Hết cách, anh phi công đành lợi dụng đám mây lớn để trốn vào đó chờ thời cơ tác chiến. Đợi cho đến khi kẻ thù bám sát nút thì bất ngờ giảm ga làm chúng cứ thế đâm vào vách núi, nhưng ai ngờ lúc này những tên phía sau lại bắn tên lửa tầm nhiệt theo dấu Harley. Mắt thấy tên lửa ngày càng đuổi đến gần, nam chính liền liều mạng tăng tốc bay thẳng đến nhà máy vũ khí hạt nhân của địch. Lúc này tên chỉ huy vẫn đang ung dung không hề biết chuyện gì mà nghiễm nhiên ngồi tắm nắng. Mặc cho sự ngăn cản của đồng đội thì Harley vẫn quyết tâm bay vào hang ổ của địch, trực tiếp thả một tên lửa vào lòng của tên chỉ huy, sau đó những đầu tên lửa khác cũng bay tới đâm vào căn cứ phát nổ. Ngọn lửa bùng cháy nuốt chửng Harley khiến mọi người nghĩ anh đã không qua khỏi. Trong lúc tất cả nghĩ đến trường hợp xấu nhất thì bất ngờ thay tiếng của Harley lại cất lên. Thật kỳ diệu, anh chàng phi công đã toàn mạng trở về chỉ với một khoang buồng lái cháy xém. Chiến công hiển hách của Harley cứ thế được lưu danh sử sách, mối hiểm khích giữa anh cùng Ken cũng được hòa giải và hai người dẹp bỏ mọi hận thù mà bắt đầu xem nhau là những đồng đội. Tên trung tá nham hiểm và đồng minh của hắn tất nhiên đã phải trả giá xứng đáng cho những tội ác mà chúng đã gây ra. Trở về từ chiến trận, Amanda bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy Ken, khiến Harley bên này như bị sát muối vào tim. Không ngờ Ken lại nói với Amanda rằng có một phi công khác trên mẫu hạm này cần em hơn anh đấy. Ngay lập tức Amanda đã chọn nghe theo tiếng gọi của con tim, nhưng khi đến nơi thì Harley đã lên phi cơ phóng đi mất. Không từ bỏ và cô nàng cũng vọt lên lưng ngựa đuổi theo cơ, mà tất cả đã quá muộn. Từ bỏ một người không yêu mình, nam chính trở lại thảo nguyên để tiếp tục cuộc sống của một thổ dân như trước, nhưng điều mà anh không ngờ là Amanda đã đến đây từ lúc nào. Vì tình yêu mà nữ bác sĩ xinh đẹp sẵn sàng gác lại cuộc sống hiện đại phía sau để được ở bên cạnh chàng phi công điển trai. Thế là hai con tim băng giá đã hòa làm một. Harley hạnh phúc trao cho Amanda nụ hôn thắm thiết đánh dấu cho một cột mốc mới trong cuộc đời của mình.